Alo, xin chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thuê Nhật. Mình đang tiếp trước mặt anh em là một em Yanma 4GH nè, đời cao nhất hiện nay nha. Yanma 4GH bách tông 84 ly nha, 114 mã lực, 3700 tua. Đây, quay rõ hơn anh em xem nha. Máy này nước sơn có giật vài ba chỗ nhưng mà nhập trực tiếp bên Nhật về sau Việt Nam để trang gì thôi nha. Chưa qua sơn phết tút dặm gì hết. Hộp số truyền 3.1 nha, lít 15. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới, nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận video sắp tới mình sẽ ra hàng ngày và chuẩn bị tiếp theo tiếp những em cái bên nữa. 4GM 4GB 110 4LM 72 mã lực là nhiều máy khác nữa, rồi tiếp sau anh em. Đây 4GH tiếp nổi cho em xem. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha, số điện thoại bên dưới, nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh. Đây là địa chỉ 688 Kinh Dương Vương, 888 sạc 2 Kinh Dương Vương nha, An Lạc, Bình Tân, Sài Gòn. Rồi chúng tôi test thử anh em xem nè. Rồi đều rồi, máy dàn hơi rất tốt nha, rất nhạy nổ nha, rằng hơi rất nhảy nổ luôn, hơi tốt lắm, đề lập phát ra đổ liền luôn. Bên Nhật họ không có thời gian họ tháo nên họ chỉ cắt thôi, cắt ngang đây, lắp đồng cồn nguyên si luôn. Máy nổ rất lý tưởng nha. Ga em này garanti là 600 ga nha, hiện tại bên đây là 600 ga, ga chính là 600 ga. Ga chính thức nó mát ga là 3.700 nha, chưa tải mát ga sẽ trên 4.000 nha. Giờ chắc thử anh em xem, rồi đây nạp thử. Gần 4.200 ga nha. Máy nổ rất là êm, rất sạch nhiên liệu nha, không có khói trắng nha. Quay hơi hám thế nào này. Hơi là tuyệt vời nha. Rồi lý tưởng, rất mới, rất mới. Đây, đời cao nha, heo tết. Bon dầu trên lượt, gió mở ra, quê là cao nha, cao nhất hiện nay. Số vô anh em xem nè, số nhẹ nhàng nha, rất êm. Bơm nhớt tròn đời lớn có nha, nhớ bơm nhớt tròn đời là cao ngựa nhớ. Bơm nhớt đằng gan là giờ cao ngựa đó, rất số rất nhẹ nhàng. Số này 341 nha. Rồi không nạp ra lại. Rồi máy ok rồi, giờ bấm nút tắt thôi, mình sẽ phá tắt thôi. Ok rồi, cảm ơn em đồng hành của mình nha.